chương một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hoàng huynh dung ni thật đáng ghét giọng nói thanh thoát như ngọc trơi trên khay truyền vào trong phong đức điện một bóng người mặc bộ trang phục trắng vội vàng tiến vào trong điện dung ni lại bắt nạt ngươi sao thái thượng hoàng thiên túc đế triều đại nguyên dung jia em đang đánh cờ với thừa tướng đương triều triệu trình thấy cậu đến liền dịch sang nhường một chỗ trên đế tọa để cho người tới ngồi xuống cạnh mình Người tới cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống bên cạnh thiên túc đế. Khắp thiên hạ, người có can đảm làm như vậy chỉ có một người, mà ngay cả đương kim hoàng thượng Dung Dung Hô cũng không dám như vậy. Người tới chính là đệ đệ ruột của thiên túc đế, con trai của tiên hoàng, người con nhỏ nhất, trưởng Nhượng vương, kim gia dông. Tiên hoàng cực kỳ yêu thương người con trai này, không nói đến vì hoàng hậu tình cảm mặn nồng cả đời. Hiện tại đã là thái hoàng thái hậu, càng vì cậu là thái hoàng thái hậu sinh hạ bởi vậy trước khi Lâm Trung còn yêu cầu thiên túc đế khi đó. Còn là thái tử thề, một ngày ông còn sống, không được để Kim Gia Dông chịu tổn thương gì. Bởi vì sợ Kim Gia Dông bị cuốn vào tranh giành ngôi vị hoàng đế, còn cố ý ban ân sửa họ theo hoàng hậu lúc ấy, giờ là thái hoàng thái hậu, từ Dung Gia Dông thành Kim Gia Dông, đương nhiên, thiên túc đế cũng rất yêu thích đệ đệ cùng mẹ này. Tuy rằng cậu chỉ lớn hơn 11 ngày so với Dung Dung Hồ, con ông, cũng có lẽ ông đã coi kim gia dông là con mình mà nuôi dạy bởi vậy cũng hết sức chiều chuộng một thiếu niên khí thế đi theo vào triệu trinh ở một bên lập tức bái kiến tham kiến hoàng thượng tham kiến nhuận vương gia thiếu niên kia nâng lão thừa tướng dậy lão thừa tướng không cần đa lễ sau đó quỳ gối phải hành lễ với thiên túc đế nhi thần tham kiến phụ hoàng thiếu niên có mày rồng thanh tú đôi mắt dài nhỏ mà khí phách tràn ngập uy nghiêm của bậc đế vương, mũi cao thẳng, đai lưng ngọc họa tiết trọng cuốn quanh eo, đây chính là con trai trưởng của thiên túc đế, đường kim hoàng thượng dung dung hô, thiên túc đế cũng không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn kim gia dông mà ân cần hỏi thăm. Dung ni bắt nạt ngươi như thế nào? Nói cho hoàng huynh nghe, hoàng huynh làm chủ cho ngươi. Dung ni lại chọc ghẹo ta. Kim gia dông thở phì phì mắt thiên túc đế, hai mắt thỉnh thoảng lại hướng tới dung dung hô vẫn đang quỳ, vừa rồi ở ở học đường, thái phó bảo ta học thuộc, nghi lễ, ta đang học yên lành, hắn lại đổi thành, lễ ký, lúc ta không để ý, sau đó, ta, ta liền. Bị thái phó mắng rồi, ngươi nói hắn có xấu không? Chu miệng, trừng hai mắt, thể hiện rõ sự bất mãn, thiên túc đế cười ha ha, nói với dung dung hồ đang quỳ. Đứng lên đi, về sau đừng làm phiền hoàng thúc phụ đọc sách. Thiên túc đế từ nhỏ đã để dung dung hô gọi kim gia dông là hoàng thúc phụ, không phải hoàng thúc, đây là một sự tôn kính vô cùng lớn, phụ. Dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính, khóe miệng dung dung hô lộ ra nụ cười như có như không, nhìn kim gia dông ngồi ở trên, đứng dậy, hoàng huynh có mức hoa quả ở đây, ngươi cầm ăn đi, coi như hoàng huynh chịu tội thay cho dung dung hô. Thiên túc đế đưa hết mức hoa quả trên bàn cho kim gia dông, đối với một thiếu niên 16 tuổi mà nói, hắn biết một bàn mức hoa quả là điều vô cùng hấp dẫn với cậu, quả nhiên, kim gia dông hai tay cầm lấy, đút một miếng vào miệng. Hoàng huynh hiểu rõ ta nhất. Dung hồ xấu nhất, ha ha, thiên túc đế tự hồ rất hài lòng với tán thưởng của kim gia dông, nói với dung dung hồ. Dung hồ, phạt ngươi cổng hoàng thúc phụ của mình. Ý bảo ta cùng thừa tướng đang khó phân thắng bại, ngươi mau đưa gia dông đi, dung dung hồ cũng rất biết ý, giang hai tay treo đùa kim gia dông. Hoàng thúc phụ, lại đây để dung ni cổng người. Kim Gia Dông đã nguôi giận rồi, bừng lấy mức đứng dậy, miệng khẽ cong lên. Cái này còn tạm chấp nhận, thấy Kim Gia Dông đứng dậy, Dung Dung Hô cũng phối hợp ngồi sổng xuống, vì vậy Kim Gia Dông rất không khách khí nằm lên lưng, trong miệng còn ồn ào nói. Hoàng Huynh, hẹn gặp lại, thần đệ cáo lui, thiên túc đế bất đắc dĩ và chiều chuộng cười cười, có thể dùng cách này mà cáo lui, cũng chỉ mình Kim Gia Dông, Dung Dung Hô cổng Kim Gia Dông trên lưng ra khỏi phong túc điện, ông Nhu hỏi kế tiếp muốn đi chỗ nào. Hoàng thúc phụ tôn kính của ta, ta muốn đi thả diều. Kim gia dông ăn mức, thuận tay còn bẻ mứt thành hai miếng, một nửa đưa vào miệng dung dung hồ, sợ hắn không đáp ứng, lại dùng giọng điệu bề trên cường điệu một lần. Dung ni, hoàng thúc phụ muốn thả diều. Được, dung ni đi cùng người. Dung dung hồ ăn mức kim gia dông đưa, độ công ở khóe miệng càng tăng, hai tay không an phận sợ đùi kim gia dông. Dung ni, đừng nhúc nhích, Kim Gia Dông vươn tay ngăn cản cái tay kia, sau đó tựa đầu vào cổ Dung Hồ, dìu ta tự mình chọn được không? Ngươi lần nào cũng đưa ta con bướm, lần này ta muốn con rết. Được, chỉ cần ngươi có thể tự thả. Dung Dung Hồ thật không biết Kim Gia Dông là vô tình hay cố ý, sợi tóc rủ xuống cổ hắn, hô hấp ấm áp cũng thỉnh thoảng đánh vào tai hắn, khiến hắn cả người khô nóng, đi thả diều thôi. Dung Ni đi thả diều với ta rồi giọng nói của Kim Gia Dông vang vọng toàn bộ ngự hoa viên, hai người tới nghi cục quản lý diệu trong nội cung, Kim Gia Dông mở miệng nói. Ta muốn con rết. Thái giám này mới tới, chưa thấy Dung Dung Hồ cũng chưa từng thấy Kim Gia Dông, nhìn Kim Gia Dông đến ngay người, cậu lúc này mặc trang phục có theo đồ án mãn xà màu vàng nhạt cùng áo khoác trắng, giác ngọc lưu ly xanh biết làm từ tơ lựa thượng hạng, hoa bào màu hồng nhạt bên trong còn có thể thoáng thấy đóa hồng được theo cẩn thận, bên hông dùng một đai lưng màu vàng kim ống ánh trang trí bằng hàng chữ đỏ thắt lại, trên tay trắng nõn như đóa sen đeo chiếc vòng trừ ta bằng bạc khảm hồng bảo thạch. Tóc đen dài đến eo chỉ dùng một sợi dây đỏ buộc lại, đôi mắt loan phượng to tròn, đẹp mà không hề yêu mị, mũi thẳng, má đỏ tươi, làn da trắng nõn mịn màng giống hệt tiên nhân, hai người lúc đi không thích có người đi theo, cho nên lúc này chỉ có một thị vệ tận trung theo sát, kim gia dòng gặp chuyện như vậy, đưa tay dùng ống tay áo che một nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn mà giáo hoạt. Cậu từ trước tới nay không thích người xa lại dùng ánh mắt này nhìn mình, mà nguyên nhân chính cậu không thích lại là vì Dung Dung Hô không thích, Dung Dung Hô thấy vậy càng giận dữ. Làm càng, gặp trẫm vì sao không quỳ. Tục tiểu nhìn nhuận vương gia, ngươi phải chịu tội gì? Tiểu thái dám nghe tự xưng, trẫm lập tức hiểu ra người đến là ai, lập tức mềm nhũng ra quỳ dập đầu. Nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài tội đáng chết vạn lần tiếng đầu chạm đất trung động chỉ vài cái đã thấy chất lỏng đỏ thẫm rồi xa xa vệ tẩn trung nghe thấy biết không ổn hoàng thượng nổi giận trước mặt kim gia dông nguyên nhân chỉ có một chính là có người nhìn cái không nên nhìn đụng phải cái không nên đụng hắn lập tức tới giải vây cái gì vậy kinh động thánh giá ngươi chết vạn lần cũng chưa đủ sau đó hắn cầu xin dung dung hô Ho. hoàng thượng cậu nô tài này mới đến, dọa nhuận vương gia, nô tài đưa hắn đến dịch đình. Hừ. Dung dung hô phất phất ống tay áo, kéo kim gia dông vào trong ngực của mình, rõ ràng đang nói cậu thuộc quyền sở hữu của mình. Các ngươi ai cũng đừng có mơ tưởng, Kim Gia Dông nhìn sắc mặt Dung Dung Hô, cẩn thận giật tay áo Dung Dung Hô, ngập ngừng nói. Dung Ni, không thú vị. Ta không muốn thả diều nữa. Chúng ta trở về đi dung dung hô cũng biết kim gia dông không thích nhìn hắn phát giận liền mềm mại nói được chúng ta trở về sau đó hắn để lại một câu vệ tẩn trung ngươi biết nên làm như thế nào dứt lời liền kéo kim gia dông rời đi vệ tẩn trung nhìn hai người rời đi dùng tay lau mồ hôi thanh giọng nói ngươi tới dẫn hắn đến dịch đình khổ sai trọn đời không được xuất cung kim gia dông là bảo bối trong cung ngươi nếu có thiện ý tán tưởng cậu ngắm nhìn cậu, chuyện đó sẽ không sao, ngươi nếu ngại cuộc sống quá an nhàn, dùng ánh mắt si mê lại hèn mọn giỏi theo cậu, hay nói năng lỗ mãn, kết quả của ngươi tuyệt đối chỉ có một, chính là sống không bằng chết. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.